Kính thưa quý vị và các bạn, những người yêu hoa, hôm nay là ngày 10 tháng 12 âm lịch, tức là còn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Hôm nay tôi đi làm về, thấy cây trà cung đình nó nở thêm được một số bông, thế là nhìn mê quá, lại rút điện thoại ra quay vài phút để mời mọi người cùng ngắm nhé. Đây, cây trà này nó nở bông đầu tiên cách đây hơn 2 tuần. Ở cái video mà có cái tên là 3 cách trồng trà mi nở hoa Tết lần trước, tôi cũng quay cái cây này và lúc đó nó đã có vài hoa. Như vậy thì đến hôm nay đã được khoảng 14 hay là đến 15, 16 ngày gì đó. Và từ đó đến nay là đều được chơi hoa đều, kể từ bông đầu tiên nở ấy, mà vẫn còn một số lứa nụ nhỏ này cũng đang chúm chín, nó hứa hẹn là nó sẽ nở vào đúng dịp Tết Nguyên Đán. Mọi người thì hay dựa vào cái màu sắc trực quan để quan niệm cho sự may mắn hay là phát tài phát lộc. Điều đó thì đương nhiên là hợp lý đối với đa số mọi người. Những cái bông trà cung đình này nó có màu hồng phấn, rất dịu dàng và vẫn có nhiều nét kiêu sa rực rỡ. Hơn nữa, phân bố của các cánh hoa xếp lần lượt lên nhau, có chiều hướng thu dần vào tâm hoa. Điều đó tạo cho bông hoa có sự xen kẽ hài hòa và cân đối rất uyển chuyển mềm mại. Mọi người ngắm xem. Với quan niệm của cá nhân tôi thì nếu gia chủ đang sở hữu những cây trà cung đình nở hoa khoe sắc rực rỡ, bạn ngắm nó sẽ đem lại sự hứng khởi cho tinh thần. Và rất có lý khi các cụ người xưa đã cho rằng cây hoa trà cung đình được xem như biểu tượng về phú quý, sung túc và viên mãn. Có 3 cái điều mà các cụ quan niệm như vậy. Thứ nhất là phú quý, hai là sung túc và thứ ba là viên mãn. Ngoài ra, cái màu hồng của bông trà còn thể hiện cho niềm tự hào và sự khiêm nhường, như mọi người cũng thấy. Và từ xưa các cụ đã chọn để trồng và chơi, đồng thời cũng như để dưỡng tâm cho người chơi. Đấy, phân tích một tí xíu như vậy đã biết người xưa thật có sự tinh tế và sâu sắc. Và từ việc chơi cây cũng có hồn của văn hóa, tinh thần. Về điều này thì thế hệ của chúng ta hiện nay tuy là 4-5.0 cũng cần phải học hỏi rất là nhiều để mà gìn giữ, phát huy được những tinh hoa, tinh túy của người xưa. Và mọi người, quý vị thấy tôi nói nó có lý thì xin động viên bằng một nút đăng ký kênh để mọi người cùng giao lưu, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.